Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình tư vấn sức khỏe dành cho bà bầu của chúng tôi. Hy vọng chương trình hôm nay sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức cơ bản để chuẩn bị hành trang chào đón bé yêu chào đời. 4 dấu hiệu báo mẹ đã mắc tiểu đường thai kỳ. Tiểu đường thai kỳ có thể ảnh hưởng tới quá trình vượt cạn và sức khỏe của thai kỳ. Tiểu đường thai kỳ khá phổ biến đối với phụ nữ mang thai. Việc nắm rõ biểu hiện của bệnh là rất cần thiết vì tiểu đường thai kỳ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình vượt cạn và thai nhi. Cũng giống như những loại tiểu đường khác, tiểu đường thai kỳ ảnh hưởng tới insulin và lượng đường máu. Mặt khác, tiểu đường thai kỳ lại chỉ là tình trạng tiểu đường tạm thời, xảy ra trong quá trình mang thai. Sau khi sinh con, bạn có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, mắc tiểu đường thai kỳ có nghĩa nguy cơ phát triển thành tiểu đường tiếp 2 của bạn cao hơn. Một số mẹ bầu mắc tiểu đường thai kỳ nhưng không có biểu hiện cụ thể nên cần kiểm tra định kỳ, xét nghiệm lượng đường huyết ở tuần thai khoảng 28. Ngoài ra, dưới đây là 4 dấu hiệu điển hình của tiểu đường thai kỳ mà mẹ bầu cần nắm rõ để phòng tránh. Thứ nhất, luôn khát nước đến khô họng. Trong suốt quá trình mang thai, chế độ ăn và uống của bạn thay đổi khá nhiều. Điều này khiến cho biểu hiện của việc mang thai thông thường và triệu chứng tiểu đường thai kỳ dễ bị lẫn với nhau. Nếu thấy mình thường xuyên khát nước, dù đã uống rất nhiều nước mỗi ngày, thì hãy đề cập với bác sĩ về biểu hiện này. Thứ hai, buồn tiểu liên tục. Hiểu một cách logic thì nếu khát, bạn uống nước nhiều hơn, quá trình đào thải nước tiểu sẽ diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, việc buồn tiểu liên tục lại có thể là triệu chứng của bệnh tiểu đường. Thậm chí, bạn không uống nhiều nước. Trên thực tế, việc mang thai cũng khiến cho bạn phải đi tiểu tiện nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu để ý sự thay đổi lớn về tần suất đi tiểu một cách bất thường, mẹ bầu cần chia sẻ thông tin này với chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, đó cũng có thể là biểu hiện của bệnh viêm đường tiết niệu. Thứ ba, mệt mỏi đến kiệt sức. Chắc chắn bạn sẽ nghĩ mang bầu mệt mỏi là chuyện bình thường. Nhưng bạn mệt đến kiệt sức và mật độ xảy ra dồn dập thì bạn hãy nghĩ đến bệnh tiểu đường thai kỳ hoặc thiếu sắt. Chú ý tới triệu chứng này, nếu bạn vẫn ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi và không có dấu hiệu bị ốm, bạn sẽ có cảm giác mệt, thở dốc sau mỗi ăn. Đó có thể là biểu hiện của tiểu đường thai kỳ. Thứ tư, xuất hiện nhiều tưa lưỡi. Tưa lưỡi xuất hiện dày, liên tục là biểu hiện của việc cơ thể thừa đường. Khi mắc tiểu đường thai kỳ, lượng đường thừa trong cơ thể là nguồn nuôi dưỡng cho nấm Candida sinh sôi, dẫn tới hình thành tưa. Kết quả là nếu mẹ bầu bị tưa lưỡi thì khả năng mắc tiểu đường thai kỳ là rất cao. Trong suốt quá trình mang thai, chế độ ăn và uống của bạn thay đổi khá nhiều. Điều này khiến cho biểu hiện của việc mang thai thông thường và triệu chứng tiểu đường thai kỳ rất dễ bị lẫn với nhau. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng tiếc like và comment khi xem video.